Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings, tổ chức Fitch vừa nâng hạng tín nhiệm của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-MPC năm 2023 lên mức BB+, tức là triển vọng ổn định. Theo tổ chức Fitch, mức đánh giá của EVN-MPC được cân nhắc tương đương với mức đánh giá của công ty mẹ là EVN, xếp hạng BB+ cho thấy sự nỗ lực rất lớn của EVN-MPC trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh năm 2023, tổng công ty nói riêng và EVN nói chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong cân đối tài chính. Tổ chức Fitch cũng khẳng định hồ sơ tài chính độc lập của EVN-MPC tốt hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm và có độ rủi ro thấp, tỷ lệ thu hồi nợ đạt 100%, lợi thế từ khách hàng đa dạng và ổn định, trong đó có 20 khách hàng lớn nhất, đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu. Cũng theo tổ chức Fitch, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam với kỳ vọng tăng trưởng GDP mạnh mẽ ở mức 6,3-6,5% trong giai đoạn 2025-2026 sẽ thúc đẩy nhu cầu điện năng và gia tăng doanh thu cho EVN-MPC. Việc đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của tổ chức Fitch ở mức BB+ với triển vọng ổn định sẽ góp phần quan trọng giúp EVN-MPC có thể sớm thu xếp vốn đầu tư nước ngoài, hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để triển khai các dự án điện trong tương lai.